Đầu tư tốt nhất trên trái đất là đầu tư bất động sản. Vâng, hôm nay Quang Minh sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị các anh chị mình một cái bất động sản là một căn nhà vườn tọa lạc tại xã An Nhân Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, cũng đáng để cho toàn thể quý vị các anh chị mình đầu tư các anh chị. Căn nhà này có tổng diện tích là 1.057 m, có 83 m đất thổ cư. Một căn nhà khắp 4, phía sau là một vườn cây ăn trái khá là nhiều. Có cái mức giá chỉ hơn 4 tỷ đồng các anh chị. Nếu các anh chị mình quan tâm cái căn nhà vườn mặt tiền đường nhựa thông nha, thì Quang Minh mời toàn thể quý vị các anh chị mình xem hết video này. Quang Minh sẽ review chi tiết cụ thể giấy tờ pháp lý cũng như là thông tin quy hoạch. Xin cảm ơn. Quang Minh xin kính chào toàn thể quý vị đã quay trở lại với thông tin mua bán nhà đất trên kênh YouTube Bất Động Sản Quang Minh. Sáng hôm nay Quang Minh đang có mặt ở đây là xã An Nhân Tây nha các anh chị, thuộc huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Con đường này là cái tên đường là đường Phan Thị Vẽ nha. Cái hướng này là hướng đi ra đường đường An Nhân Tây các anh chị. Mình rẽ bên tay phải cái ra An Nhân Tây, rẽ phải là chạy khoảng tầm mấy trăm mét là gặp đường Nguyễn Thị Rành. Ngay cái góc đường Nguyễn Thị Rành với đường An Nhân Tây ấy là có cái khu công viên Sài Gòn Safari nha các anh chị. Quy mô cái khu này là 18 hectare ha. Đó, hình ảnh các anh chị mình đang xem là đã hoàn thành chín mươi mấy phần trăm tiến độ rồi. Đường này đã trải nhựa hết rồi các anh chị. Nó bên bên đây là đường An Nhân Tây nè. Nhà mình nó đi ra đường tỉnh lộ 7. Khoảng hơn cây số, còn đây ra khu tái định cư là chưa đầy một cây nha. Thì trong video này Quang Minh chào cho anh chị một cái căn nhà vườn. Căn nhà vườn này chiều ngang theo cái mặt tiền đường Phan Thị Vẽ này đó là chiều ngang phía trước là 9m7 nha các anh chị. 9m7. Chiều dài vô là 84m nha. Tổng cái diện tích căn nhà này là 1057m. Trong đây là có 83m đất thổ cư rồi. Và một cái căn nhà cấp 4 này các anh chị. Ở trước có mái tôn rồi cũng ngon lành luôn nha các anh chị. Thì cái này các anh chị mình mua về làm nhà vườn ha. Căn nhà này nói chung là chủ mua tính về để ở, nhưng mà bây giờ không có ở, muốn nhượng lại cho anh chị mình em ai có nhu cầu. Căn nhà cấp 4 này có hai cái phòng ngủ. Đây cái hiên. Tiếp đến là cái phòng khách các anh chị, phòng khách. Nhà xây theo cấp 4 mà cái màu này là màu hồng nha, màu hồng. Màu hồng rất là dễ thương. Mấy bé chắc thích lắm. Sau cái phòng khách là có hai cái phòng ngủ. Đây là một cái phòng ngủ các anh chị. Một phòng ngủ. Nhà cũng còn khá là sạch sẽ ha. Các anh chị mình về không thích cái màu này mình đổi lại cái màu khác thôi. Và đây một cái phòng ngủ nữa là hai. Phía bên đây là cái không gian nhà bếp. Đây là không gian nhà bếp. Đây chỗ nấu nướng. Chỗ nấu nướng. Bên đây là cái nhà vệ sinh. Nhà mình có một cái nhà vệ sinh. Đây là cái cửa đi ra phía sau. Phía sau đây sân vườn khá là rộng các anh chị. Trồng khá là nhiều cây ăn trái nha. Thì còn mình cũng xin thông báo cái giá cho các anh chị mình biết ở đầu video luôn. Nếu các anh chị mình cảm thấy yêu thích thì xem hết cái video này nha. Còn mình từ đây con mình sẽ quay ra, đi ra hết cái lô đất này ở phía sau, nó nở hậu tới 15 mét là khá nhiều cây ăn trái. Cái lô đất này chủ đang cần tiền bán nha, với cái giá là 4 tỷ 600 triệu đồng còn thương lượng nha. Pháp lý là sổ riêng, ở đây là khu dân cư nha. Khu dân cư không có bị quy hoạch gì hết. Các anh chị mình cảm thấy thích thì xem hết video, tí nữa Quang Minh sẽ quay cuốn sổ. Quang Minh sẽ kiểm tra cái thông tin quy hoạch chi tiết một xây dựng 1/2000 cho các anh chị mình nắm nha. Rồi Quang Minh sẽ bay live cam từ đây ra cái khu công viên Sài Gòn Safari, khu tái định cư á, cho các anh chị mình hình dung mình nắm cái mật độ dân cư ở đây luôn. Đất mình là đất gò nha các anh chị, trồng cũng khá là nhiều cây ăn trái nè, mít nè, này bưởi, bưởi có trái rồi nè, bưởi có trái rồi các anh chị, ổi quá trời luôn, ổi xoài. Ồ, phía sau đây rất là rộng nha các anh chị. Lấy cho ổi ăn rồi. Ổi quá trời trái. Xôi.
Hai bên đất mình là hai cái hàng rào này là của mình nha các anh chị, hàng rào này là của mình hết nha. Nó dài tới 84 mét rồi. Ồ, ổi quá trời luôn. Ổi nhìn đẹp không? Về làm vườn các anh chị mình mua về là ở sau đây mình làm cái nhà gỗ ấy. Ở phía sau đất là mình tới ngay cái bụi tre các anh chị, phía sau nhà đất mình là có cái nhà dân ở luôn nha. Bên đây nhà dân, bên đây nhà dân, nói chung là bên kia cũng nhà dân. Nhà dân là xung quanh ba bên bốn bề hết rồi. Nhà dân. Có rào hẳn hoi hết rồi nha. Ồ, ổi đã quá. Ổi chín mà không ai ăn, chim ăn hết. Ổi rồi các anh chị, ngon không? Đã không? Ở Quảng Minh nhắc lại là tổng diện tích cái căn nhà này là 1057 mét nha. Phía trước là 9m7, phía sau là 15m rưỡi, chiều dài là 84 mét. Phía trước là một căn nhà cấp 4, phía sau là trồng khá là nhiều cây ăn trái. Ổi quá trời luôn. Mít. Thấy cũng mê quá các anh chị. Thời điểm này là ngân hàng là đang đồng loạt giảm giá hết các anh chị. Đang đồng loạt giảm giá hết nha. Các anh chị mình có nhu cầu thì mua nha, để ngân hàng nó giảm giá lãi suất xuống là thị trường nhà đất có thể ấm lại đó. Và Quang Minh cũng xin nhắc cho toàn thể quý vị các anh chị mình một cái thông tin khá là quan trọng nha. Hiện tại bây giờ là ở huyện Củ Chi có cái danh sách đăng ký các xã hết rồi nha, đăng ký nhu cầu một chuyển mục đích sử dụng đất của năm 2024. Thì các anh chị mình ai có đất ở trong khu vực huyện Củ Chi mà muốn chuyển lên đất ở thì các anh chị mình liên hệ bên bộ phận địa chính của xã nơi mình có đất nha, để mình đăng ký nhu cầu chuyển đất năm 2024 các anh chị. Trước khi đi thì các anh chị mình photo cho Quang Minh hai cái cuốn sổ photo nha, không có cần sao y đâu, để lên mình xin cái mẫu tại xã, cái mình điền thông tin mình bên địa chính xã nó ký xác nhận, cái mình cầm cái giấy đó mình về thôi, rất là đơn giản, nhanh gọn lẹ chứ không có gì mà phức tạp nha các anh chị. Đó là cái hạn chót mà đăng ký chuyển thổ cư là tới ngày là 28 tháng 9 này nha. Các anh chị mình chú ý nha. Chứ để mình bận thời gian quá mình qua đợt là mình không đăng ký là sang năm mình chuyển không có được á. Đó thì những cái thông tin gì Quang Minh là cũng review quay được ha, nhà. Phía sau vườn. Và tiếp theo đây Quang Minh quay cái cuốn sổ của cái căn nhà vườn này, rồi Quang Minh kiểm tra cái thông tin quy hoạch luôn nha các anh chị. Các anh chị mình đang xem kênh nhớ là cho Quang Minh một like nha. Nhớ cho Quang Minh một like. Anh chị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ bật nút đăng ký kênh và ấn cái chuông thông báo để mình cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất, những cái sản phẩm nhà vườn nào đẹp, giá rẻ, thông tin quy hoạch. Rõ ràng Quang Minh sẽ làm video là up lên cho các anh chị mình xem tham khảo, mình có cơ hội sở hữu các anh chị. Và đây là cái nhân vật chính trong tình yêu đây các anh chị. Thửa đất số 33, tờ bản đồ số 39. Địa chỉ là xã An Nhân Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cái diện tích cái căn nhà này là 1057 m². Hình thức sử dụng là sử dụng riêng, không có chung với ai hết. Mục đích sử dụng là đất ở là 83,3 m, còn lại là đất trồng cây lâu năm. 973,7 m. Đất ở thời hạn sử dụng lâu dài, còn trồng cây lâu năm là tới 2045. Tới đó mà chưa chuyển lên thổ cư hết thì mình đi dài hạn các anh chị. Cái nào cũng vậy. Và đây là bản vẽ hiện trạng. Đường thể hiện là đường của nhà nước, đường đất. Nhưng mà giờ làm nhựa rồi. Sổ này cấp 2015, thời điểm đó là còn đường đất các anh chị. Cho nên là cấp sổ là vẫn ghi là đường đất. Còn bây giờ là thành đường nhựa rồi. Lộ giới của đường này là 12 m, tính từ tim đường lấy vào mỗi bên là 6 m. Chiều ngang phía trước là 9m67, cho nên là Quang Minh nói là 9m7 nè. Phía sau là 15m53. Chiều dài là 84 m. Bên này 84.71, bên này 83.45. 83 m thổ cư là nằm trong cái khuôn viên cái căn nhà mình nè các anh chị. Nằm trong khuôn viên căn nhà mình. Rồi. Rồi tiếp theo của mình kiểm tra cái thông tin quy hoạch cho các anh chị mình nè. Và tiếp theo của mình kiểm tra cái thông tin quy hoạch cho các anh chị mình nắm rõ luôn nha. Tờ bản đồ số 39,
thửa đất số 33 An Nhân Tây. Đây các anh chị. Tờ 39. Thửa đất số 33. Thửa 33 đây, thấy liền. Cái tờ 39 này nó có ít thửa các anh chị, cho nên là dễ nhận thấy. Đó, cái hình này là thổ cư nè, y như trên cái bản vẽ luôn. Thửa 33 đây, phía sau nở hậu nè. Tí nữa bằng mình rồi, bây giờ bọn mình copy cái thửa đất này. Đó là Quang Minh xin nhắc lại là các anh chị mình đang có nhu cầu mà muốn chuyển một lên đất ở huyện địa bàn huyện Củ Chi thì các anh chị mình liên hệ bên địa chính nha. Ô tô cho Quang Minh hai cái sổ giấy chứng nhận á, không cần sổ y đâu. Lên liên hệ bên địa chính xã của nơi mình có đất để mình đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất nhu cầu của năm 2024 ha. Tới ngày 28 tháng 9 là hạn chót đăng ký chỉ tiêu sử dụng đất năm 2024 nha các anh chị. Mình để mà qua ngày đó rồi là mình không có đăng ký được nha, cho nên tranh thủ thời gian này mình lên mình đăng ký đi. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Nhân Tây, điểm dân cư nông thôn số 5, số 147, vào cái chi tiết xây dựng 1/2000 số 147, số 147. Đây điểm số 5 đây, đưa thửa đất mình vô đây, của mình lẫn nằm ở khu dân cư kết hợp sản xuất các anh chị. Khu dân cư kết hợp sản xuất chi tiết này là có là gọi là chi tiết xây dựng, mình đăng ký thổ cư được nha. Còn trường hợp có những cái lô đất mà nó phủ hầm á, mà nó chưa có chi tiết xây dựng 1/2000 như thế này á, thì lên xã vẫn đăng ký được, nhưng mà khi chuyển thổ cư là lên huyện là người ta không có cho chuyển nha các anh chị mình nhớ nha. Còn mình nói rất là nhiều lần cái vấn đề này rồi, cứ nghĩ là phủ hầm mình mua để đăng ký được thổ cư, nhưng mà lên không có cho. Hiện tại bây giờ huyện không có cho chuyển đâu, lúc trước thì được đó các anh chị, còn bây giờ không nha, không được đó. Ví dụ như Quang Minh dẫn chứng cái tỷ lệ 1/10.000 này nè, đó đây là cái tỷ lệ 1/10.000 này các anh chị. Tỷ lệ 1/10.000 là cái file này là sơ đồ sử dụng đất của toàn huyện Củ Chi. Ví dụ Quang Minh bát cái thửa đất mình vô nằm đâu đây, đây thửa đất của mình đây, nó vẫn nằm trong màu hồng nè các anh chị, màu hồng đây ha. Nhưng mà trong cái màu hồng này á, thì có những thửa đất nó cũng nằm trong màu hồng này, nhưng mà khi kiểm tra qua chi tiết xây dựng 1/2000 cái này thì nó lại chưa có cái quy hoạch chi tiết xây dựng này á. Ví dụ nó nằm ở ngoài đây đi chẳng hạn đi, ví dụ cái cũng màu hồng nhưng mà phủ vô, ví dụ ra ở ngoài đây chưa có chi tiết xây dựng thì các anh chị mình không có chuyển lên thổ cư được nha. Có nhiều anh chị mình cứ làm mà cái đó là khu dân cư, mua đi rồi đăng ký lên thổ cư, nhưng mà theo như Quang Minh biết là hiện tại bây giờ là chưa cho chuyển thổ cư, cho dù đó là khu dân cư phủ hầm nhưng mà chưa có chi tiết xây dựng 1/2000 là chưa cho đăng ký thổ cư nha các anh chị. Chưa cho chuyển thổ cư, đăng ký thì vẫn cho đăng ký nhưng mà lên huyện là người ta không có xét duyệt hồ sơ ha. Các anh chị mình lưu ý nha, Quang Minh nói rất là nhiều lần cái vấn đề này rồi. Còn của mình ở đây ví dụ như mà phủ hầm nhưng mà vô khu dân cư kết hợp sản xuất này, các anh chị mình vẫn lên thổ cư được đó. Các anh chị mình à, mình nhớ vấn đề đó cho Quang Minh, chứ nhiều lúc các anh chị mình cứ nghĩ là phủ hầm là chuyển được thổ cư, không có đâu nha. Ở phía sau là 15m53 y chang như trên cuốn sổ luôn các anh chị. Đây là khu dân cư kết hợp sản xuất, đất ở nông thôn kết hợp sản xuất, màu này là đất ở hiện hữu. Đường này nó thông qua bên đây là đường An Nhân Tây nè. Đây, bên đây là đường An Nhân Tây. Ngay chỗ đây là đường Nguyễn Thị Rành. Đường này là đường Nguyễn Thị Rành. Đây. Cái góc công viên Sài Gòn Safari á lẳng nằm đây nè các anh chị. Ra đường An Nhân Tây rẽ phải cái là ra nằm đây. Toàn bộ khu này 18 hecta là khu tái định cư của dự án công viên Sài Gòn Safari.
Nhiều lúc mà mình nói nhanh quá sari nói không rõ. Đó, còn ngoài đây là cái hướng ngoài đây là đường tỉnh lộ 7. Đi tỉnh lộ 7 vô cũng được mà hơi xa các anh chị. Ngay chỗ đó góc đây là chợ lô 6 nằm đây nè, chợ lô 6 nằm đây. Đó, thông tin quy hoạch là Quang Minh kiểm tra cho các anh chị mình nắm rồi ha. Ok nha, mọi vấn đề Quang Minh cũng cung cấp cho các anh chị mình nắm. Bây giờ Quang Minh bay lại cam cho các anh chị mình nè. Hình dung cái mặt độ ở đây trên một cái góc nhìn khác từ trên cao, nó sẽ rõ ràng chi tiết cụ thể hơn. Quang Minh bay từ đây. Quang Minh sẽ bay ra ngay ở chỗ cái khu dự án công viên Sài Gòn Safari đây cho các anh chị mình xem nha. Rồi Quang Minh bay dọc theo cái tuyến đường Nguyễn Thị Thành luôn. Các anh chị mình đang xem kênh nhớ cho Quang Minh một like. Anh chị nào chưa đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo lên, đăng ký kênh để cập nhật mình theo dõi những cái video mới từ kênh Bất Động Sản Quang Minh. Có đất đẹp, giá rẻ, thông tin quy hoạch rõ ràng là Quang Minh sẽ làm video cho các anh chị mình xem tham khảo nha. Mấy cái nhà vườn Quang Minh quay là hầu như giờ bán hết rồi các anh chị, còn chỉ một hai cái thôi. Hôm nay Quang Minh quay cái nhà vườn này cũng khá là đẹp, diện tích cũng khá là rộng. Cái giá này thì cũng hy vọng rằng toàn thể quý vị các anh chị mình sẽ yêu thích. Và tiếp theo Quang Minh sẽ bay la cam đây các anh chị. Bay la cam từ ngay cái vị trí căn nhà vườn này, Quang Minh sẽ bay ra cái hướng đường An Nhân Tây. Như Quang Minh nói lúc đầu là bay ra cái khu tái định cư của công viên Sài Gòn Safari cho các anh chị mình xem. Đây là những cái hình ảnh phía sau các anh chị. Phía sau cái đồi đất của mình là có một căn nhà dân đang ở ha. Xung quanh Quang Minh bay từ trên cao thì thấy đất cũng khá là sạch, không xung quanh không có mồ mả gì các anh chị. Dân cư bên cạnh cái con hẻm đây là cũng mình thấy nhà vườn cũng khá là nhiều đây. Khu này nhà vườn cũng khá là nhiều. Nó gần chợ lô 6 các anh chị. Từ ngay cái vị trí nhà vườn này mình đi ra đường tỉnh lộ 7 ngay chợ lô 6 thì cũng khoảng hơn km. Rồi bây giờ là Quang Minh bay ra phía trước, xong Quang Minh rẽ trái nè. Rẽ trái là đi ra đường An Nhân Tây, rẽ phải là đi ra đường tỉnh lộ 7. Từ ngay vị trí này thì bay ra đường An Nhân Tây chỉ có mấy trăm mét thôi, khoảng tầm 5 đến 600 mét là ra gặp đường An Nhân Tây, xong mình rẽ phải 200 mét nữa là tới ngã tư đường Nguyễn Thị Rành. Giao nhau với đường An Nhân Tây là khu dân cư, khu tái định cư của công viên Sài Gòn Safari. Khu đó mà sau này mà hình thành mà làm lên một cái công viên nghe đâu đó là lớn nhất Đông Nam Á, Quang Minh cũng nghe cái thông tin vậy. Rộng lắm các anh chị. Từ bên đây đường Nguyễn Thị Thành mà qua tới cái đầu bên kia là giáp với xã An Phú của gần cái hướng ra đường tỉnh lộ 15 luôn mà. Quá trời rộng. Đây là đường Phan Thị Vẽ nha, nhà mình là mặt tiền đường Phan Thị Vẽ. Giá chỉ có 4 tỷ 6 còn thương lượng thì các anh chị mình cảm thấy, Quang Minh thấy thì bây giờ nói với một cái lô đất trống hơn 1.000 mét như thế này mà khu dân cư mặt tiền đường nhựa này thì cũng không có ít tiền đâu các anh chị. Trong khi là bây giờ là chuyển thổ cư là cũng rất là khó, cho nên là dẫu sao thì cái lô đất này cũng trên đất cũng có một căn nhà cấp 4, 2 phòng ngủ rồi. Có một căn nhà vườn, rồi có vườn cây ăn trái, có cổng rào rồi này kia hết rồi. Nói gì đầu tư vô cũng không có ít tiền đâu các anh chị. Quang Minh cũng hy vọng các anh chị mình sẽ yêu thích. Thường mà những cái căn nhà vườn như thế này Quang Minh quay video thì cái lượng khách xem rất là nhiều. Thì cũng giao dịch cũng rất là nhanh thôi. Thì không biết ai là người sở hữu cái căn nhà vườn này đây. Đó các anh chị mình thấy không, ra đường An Nhân Tây rẽ chưa đầy 200 mét là cái góc này nè. Đó là góc ngã tư đường Nguyễn Thị Thành với đường An Nhân Tây. Quy mô khu này là 18 hectare, làm ở giai đoạn đầu 18 hectare. Khu này mà làm xong rồi Quang Minh nghĩ là bà con ai mà có nền đất nhận có một suất trong đây là về đây xây nhà ở mà đồng bộ lên là cực kỳ đẹp. Rất là nhiều nền. Bên tay phải là đường An Nhân Tây nè các anh chị. Đi thẳng cái đường An Nhân Tây này là ra bên kia là đường tỉnh lộ 15 của xã An Phú.
Mấy hôm nay cũng khá nhiều khách hàng gọi cho Quang Minh, là Quang Minh cảm nhận là thị trường nhà đất có thể là hy vọng là từ nay đến cuối năm là sôi động và ấm trở lại các anh chị. Lãi suất giảm thì hy vọng kéo theo thị trường nhà đất sẽ tăng lên. Các anh chị mình đang xem video, nếu mà ai có nhu cầu muốn quay bán nhà bán đất ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh này thì liên hệ với Quang Minh nha. Quang Minh đến tận nơi sẽ quay và làm chi tiết bài bản rõ ràng cho các anh chị, up lên kênh để tìm kiếm khách hàng cho các anh chị mình giao dịch được cái sản phẩm mình cần bán nhanh nhất có thể. Bên Quang Minh có nhận chuyển mục đích sử dụng đất luôn nha các anh chị, và cấm ranh xác định vị trí khu đất cho toàn thể quý vị các anh chị mình. Ai có nhu cầu nha, ai có nhu cầu thì gọi cho Quang Minh, Quang Minh sẽ làm cho toàn thể quý vị các anh chị mình nhanh chóng và giá cả phải chăng nha các anh chị. Nhớ ủng hộ Quang Minh. Bây giờ Quang Minh bay ra cái hướng đường Nguyễn Thị Thành một tí xíu nữa rồi Quang Minh xin kết thúc video nha các anh chị. Ở ngay góc này là ngã tư đường Nguyễn Thị Thành giao nhau với đường An Nhân Tây. Bây giờ Quang Minh bay dọc theo cái đường Nguyễn Thị Thành khoảng một phút nữa cho các anh chị mình xem cái tuyến đường Nguyễn Thị Thành, rồi Quang Minh xin tạm dừng video nha. Quang Minh cũng xin cảm ơn toàn thể quý vị các anh chị đã dành thời gian xem video của Quang Minh chào bán cái căn nhà vườn ở xã An Nhân Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, và những cái thông tin cần biết về chuyển mục đích sử dụng đất toàn quyền Củ Chi. Để không bỏ lỡ những video mới từ kênh Bất Động Sản Quang Minh thì quý vị hãy cùng đăng ký kênh Bất Động Sản Quang Minh để cập nhật mọi thông tin mua bán nhà đất pháp lý rõ ràng, thông tin quy hoạch chính xác nhất, giá rẻ nhất từ kênh Bất Động Sản Quang Minh nha các anh chị. Và khi quý vị xem video hãy để lại comment cái quan điểm của chính quý vị, cũng như là để lại cho Quang Minh một like. Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Quang Minh xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị trong những video tiếp theo. Quang Minh xin kính chúc toàn thể quý vị các anh chị được dồi dào sức khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.